cụ bà bị hàng xóm dùng khúc cây đánh tử vong sau cãi vã. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, bà P cũng cầm khúc cây thách đánh nhau với Hoàng. Hậu quả, bà P đã bị Hoàng đánh gục tại chỗ. Ngày 28 tháng 3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Huỳnh Văn Hoàng, sinh năm 1970, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, giữa bà Trần Ngọc P, sinh năm 1955, ở ấp Hòa Cuối, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, và Hoàng xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Sau đó, Hoàng cầm khúc cây đến đoạn đường nông thôn thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương. Lúc này, bà P cũng cầm khúc cây thách đánh nhau với Hoàng. Hậu quả, bà P đã bị Hoàng đánh gục tại chỗ. Dù bà P đã gục tại chỗ, nhưng Hoàng vẫn dùng hung khí đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn. Bà P được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng nên bà P đã tử vong vào khoảng 2 giờ sáng ngày 28 tháng 3. Được biết, giữa Hoàng và bà P là hàng xóm với nhau. Hàng xóm nạn nhân cho hay Hoàng thường xuyên nhậu nhẹt nên mâu thuẫn với người dân xung quanh. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ.